Năng lượng Nexo siêu áo giáp kích hoạt. Lại một lần nữa không có gì. Ê, đúng là anh Ngọc Trai chưa thế nào mà đã trở thành hiệp sĩ Nexo thực sự được. Cho nên là không thể nào sử dụng được cái tuyệt chiêu tuyệt đỉnh này. Chỉ có những người can đảm, luôn mang trong mình tinh thần hiệp sĩ, luôn bảo vệ công lý và bình yên cho vương quốc thì mới có khả năng trở thành những hiệp sĩ Nexo thực sự. Vì vậy, các hiệp sĩ tập sự của anh ơi, nhớ nha, thường xuyên luyện tập để có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn. À, mà nói tới cái vụ trở thành một hiệp sĩ đó, anh Ngọc Trai hỏi các em một xíu nha. Các em đã sưu tập được bao nhiêu thẻ bài rồi? À, các em có biết không? Bởi vì mỗi thẻ bài là những tuyệt chiêu khác nhau giúp các hiệp sĩ chống lại kẻ ác. Vì vậy, các em nhớ, sưu tập càng nhiều thẻ bài càng tốt. Và nè, các em có còn nhớ cách quét thẻ bài để mà tăng năng lượng cho hiệp sĩ của mình không? Chắc là quên rồi. Nhưng mà đừng lo, anh Ngọc Trai có mặt ở đây là để nhắc cho các em nhớ. Triệu, quên để lấy. Đây chính là chiếc máy tính bảng của anh và vô số thẻ bài mà nó thu thập được. Anh Ngọc Trai dữ dội không? Bây giờ là anh sẽ minh họa một lần nữa cho các em được hiểu nha. Nâng cấp sức mạnh hiệp sĩ của mình rất là đơn giản. Các em chỉ cần lấy máy tính bảng hoặc là điện thoại di động của mình, sau đó làm động tác đơn giản như anh Ngọc Trai thôi. Xem nhé. Nào, lên sức mạnh nào. À, được rồi, đó thấy chưa? Rất là đơn giản mà có gì đâu mà khó khăn đúng không? Và còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần hấp dẫn nhất ngày hôm nay. Các em có muốn trở thành những hiệp sĩ Nexo thực thụ không? Bởi vì sau mỗi tập phim, anh sẽ có một câu hỏi thử thách dành cho các hiệp sĩ Nexo tập sự. Và để tham gia trò chơi này thì các em hãy đến với cửa hàng My Kingdom hoặc là các cửa hàng bán đồ chơi Lego Nexo Nike chính hãng để nhận được cẩm nang chiến đấu của hiệp sĩ Nexo nha. Đây. Và các em nên nhớ, cẩm nang này hoàn toàn miễn phí và hãy vượt qua tất cả những thử thách để sở hữu những tấm khiên tuyệt chiêu sức mạnh cực kỳ độc đáo. Trả lời đúng câu hỏi, các em sẽ nhận được một thẻ bài để quét khiên sức mạnh nâng cấp khả năng chiến đấu trong trò chơi Melok 2.0. Và bây giờ là thử thách dành cho các em đây. Các hiệp sĩ Nexo chiến thắng trong tập này nhờ sức mạnh gì? A. Sức mạnh kịch bản. B. Sức mạnh kỹ thuật số. C. Sức mạnh liên minh Fortress. D. Sức mạnh siêu áo giáp do Robin chế tạo. Và các em hãy suy nghĩ câu trả lời của mình đấy nha. Chúc các em may mắn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Reach up, next so now.